Liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng với sự tham gia của khoảng 100 đối tượng xảy ra vào tháng 12 năm 2022 trên địa bàn thành phố Hải Dương, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Dương tiếp tục khởi tố bị can bắt giam thêm 10 đối tượng liên quan trong vụ việc này. 10 đối tượng bị khởi tố bắt giam bao gồm 8 đối tượng ở huyện Thanh Hà, 2 đối tượng ở thành phố Hải Dương. Đây là các đối tượng trong vụ gây dối trật tự công cộng xảy ra vào cuối tháng 12 năm 2022 trên địa bàn thành phố Hải Dương với sự tham gia của khoảng 100 đối tượng ở các địa phương, thị xã Đông Triều, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Chi Linh, huyện Thanh Hà, huyện Nam Sách và thành phố Hải Dương. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 73 bị can, trong đó đã bắt giam gần 30 bị can, Số còn lại do phạm tội trong trường hợp ở dưới 18 tuổi đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, xử phạt vi phạm hành chính 12 trường hợp và đang tiếp tục xác minh hơn 10 trường hợp khác có liên quan.